Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình IT Today số 13 phát sóng hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Cà Mau phối hợp thực hiện. Thưa quý khán giả, kết quả chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2023 đạt 67,65 điểm, đứng hạng 22 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 36 bậc so với năm 2022, vào nhóm 30 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất năm 2023. Đây là kết quả rất tích cực và để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh PCI năm 2024 và những năm tiếp theo. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, bí thư các huyện ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và chỉ số xanh cấp tỉnh BCI. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, triển khai đạt hiệu quả cao công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ người dân doanh nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Những vấn đề mới trong thực tiễn đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, cho phép thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng, không cầu toàn, nóng vội. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước, xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ để có những giải pháp ngày càng tốt hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục bảo vệ môi trường, duy trì hệ sinh thái bền vững. Vì vậy cần sự đồng hành tích cực hợp tác từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và chỉ số xanh cấp tỉnh BCI. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và chỉ số xanh cấp tỉnh BCI là bộ chỉ số đo lường khảo sát mức độ cảm nhận của doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh và công tác hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề về chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công dân đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Cà Mau chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thực hiện truyền thông tới người sử dụng máy điện thoại 2G only theo độ tuổi theo đặc điểm địa lý của địa phương, lưu ý đến dùng sâu dùng xa, gian biển hải đảo, người sử dụng là người già, người dân tộc, người đi biển để nắm bắt được chủ trương kế hoạch dương công nghệ 2G và thực hiện chuyển đổi máy điện thoại 2G sang sử dụng điện thoại 4G. Báo Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao các huyện thành phố Cà Mau thực hiện truyền thông tới người sử dụng trên các phương tiện truyền thông phù hợp để người dân nắm bắt chủ trương về dừng công nghệ di động 2G và chủ động chuyển đổi sang sử dụng điện thoại công nghệ 4G trở lên với các doanh nghiệp diễn thông di động hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí mua máy smartphone 4G hoặc điện thoại vitrophone 4G và ban hành các cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi thực hiện đến ngày 16 tháng 9 năm 2024 thực hiện ngăn chặn nhập mạng các máy điện thoại 2G không có chứng nhận hợp quy Phát triển các cột anten, trạm thông tin di động, đảm bảo dùng phủ mạng 4G thay thế mạng 2G khi dừng hệ thống 2G vào hoàn thành trước tháng 9 năm 2026. Thực hiện truyền thông tới người sử dụng qua hình thức nhắn tin đến thuê bao qua hình thức phù hợp và việc dừng công nghệ di động 2G. Về vấn đề tắt sóng 2G, thúc đẩy chuyển đổi điện thoại thông minh, theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 15 tháng 9 năm 2024, các máy điện thoại chỉ có chức năng 2G sẽ không thực hiện được cuộc gọi. Đây cũng là thời điểm hết hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ diễn thông di động mặt đất và giấy phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện cho mạng 2G, 900-1800MHz. Vừa qua, Liên minh Hợp tác xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong Hợp tác xã năm 2024 cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn đã mời các báo cáo viên giảng viên của Ban tuyên giáo tỉnh quỹ, Sở Thông tin Truyền thông và Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam đến trao đổi trong 5 ngày. Tại lớp tập huấn, các Hợp tác xã sẽ nghe triển khai thảo luận với bốn chuyên đề về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta về chuyển đổi số gắn với thực hiện nghị quyết 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13, chỉ thị số 19 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong Tổ chức Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã, tổng quan về chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một số cách phòng tránh những mối nguy hiểm từ không gian mạng. Các kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Liên minh hợp tác xã xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ là phục vụ cho chuyển đổi số để tạo ra các mô hình sản phẩm dịch vụ mới có giá trị cao. Đây cũng là giải pháp ưu việt mang đến hiệu quả thiết thực cho các hợp tác xã khi áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, vận hành, cung cấp dịch vụ hướng đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn liền với các thế mạnh và tiềm lực của địa phương. Trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024, Liên minh Hợp tác xã đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số trong hợp tác xã như đào tạo một lớp sơ cấp thương mại điện tử, tập quấn chuyển đổi số, hỗ trợ phần mềm kế toán cho 36 hợp tác xã. Thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2022-2025, đến nay nhiều đơn vị sở ngành đã triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó đã quan thanh trà soát, cập nhật thông tin tài khoản an sinh xã hội cho hơn 82.800 đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đang quản lý trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 100% đã chi trả qua tài khoản cho hơn 11.200 người có nhu cầu chi trả qua tài khoản đạt 100% với số tiền hơn 40,69 tỷ đồng. Theo đó, bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp dưới hình thức không dùng tiền mặt. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ chi trả lương hưu không dùng tiền mặt đạt 58%, chi trả cho chế độ bảo hiểm xã hội một lần đạt 85% chi trả cho chế độ ốm đau thai sản đạt 100%, chi trả trợ cấp thất nghiệp đạt 99%. Hiện có 16 trên 125 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó có 12 cơ sở công lập, 4 cơ sở y tế ngoài công lập đã triển khai thực hiện thu phí không dùng tiền mặt với các hình thức thanh toán qua máy post, quét mã QR, ví điện tử, chuyển khoản qua các ứng dụng mobile banking. Theo đó, có 5 ngân hàng liên kết cung cấp dịch vụ cho 16 cơ sở y tế khám chữa bệnh để triển khai áp dụng thanh toán diện phí không dùng tiền mặt, đã phát sinh gần 5.300 lượt giao dịch với số tiền hơn 9,3 tỷ đồng. Trên lĩnh vực giáo dục, đến nay có 497 trên 497 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch vụ phục vụ nhà trường đạt 100%. Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau vừa có công dân gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Cà Mau, các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh về việc cảnh giác đối với hành vi lừa đảo, mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội, yêu cầu người dân cập nhật căn cứ công dân vào ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số thời gian gần đây hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh cà mau nhận được nhiều phản ánh của người tham gia người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội về việc một số đối tượng gọi điện xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh cà mau yêu cầu người dân cập nhật căn cước công dân địa chỉ email vào ứng dụng vssid do sai thông tin để đồng bộ dữ liệu bằng cách vào đường liên lạ trên thiết bị điện thoại di động và làm theo hướng dẫn tại đây màn hình hiển thị giao diện giống với ứng dụng vssid của ngành bảo hiểm xã hội việt nam sau đó, đối tượng yêu cầu người dân kết bạn Zalo để hướng dẫn cập nhật và chuyển tiền phí dịch vụ hướng dẫn vào tài khoản ngân hàng nhà nước. Do người dân có tinh thần cảnh giác cao nên không thực hiện theo yêu cầu và báo ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thông báo đến bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận thành phố Cà Mau, các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị sử dụng lao động người lao động, người dân, người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đề cao tinh thần cảnh giác. Không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường liên lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân nhận diện khuôn mặt cho người lạ để tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật căn cước công dân vào ứng dụng VSSID. Người dân cần tăng cường cập nhật thông tin chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiên cứu, kiểm tra, xác thực trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng. Theo đó, người dân có thể trình báo sự việc với cơ quan công an hoặc báo về Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thông qua số điện thoại 02903 836811 khi phát hiện các dấu hiệu hành vi lừa đảo đến đây thì thời gian dành cho it today kỳ này cũng đã hết kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong kỳ phát sóng tiếp theo trên ctv